ơi, các bạn biết đây là gì không nè? Đây là phần quà các bạn, mình đã chuẩn bị phần quà này để đi dự tiệc dự sinh nhật của mẹ Thái Lầy các bạn. Hôm nay là mình được lời mời đi dự sinh nhật, cho nên là mình và hai cháu và cùng ông xã mình đã chuẩn bị xong món quà, bây giờ chuẩn bị đi dự sinh nhật thôi các bạn. Các bạn cùng đi dự sinh nhật với mình nha. Rồi xin mời, đi thôi. Đi thôi. Đã đến nhà của Thánh Lầy Vlog các bạn. Đây là nhà đội tinh tinh nhà Thánh Lầy Vlog, và mình đã đến được cổng của nhà Thánh Lầy được bạn. Bây giờ chúng ta cùng đi vô thôi các bạn nhé. Vô trên này thôi. Nhà cửa gì chính nè bà. Tới nhà của mẹ Thái Lầy các bạn, quá trời quà luôn. Quá trời đồ ăn luôn. Bạn ơi, giờ tôi tặng quà cho mẹ Thái Lầy các bạn ơi. À, hôm nay sinh nhật có gì thì con có món quà để tặng cái gì. À, chúc gì sinh nhật vui vẻ và luôn luôn khỏe mạnh, rồi giờ sức khỏe và thật là vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn con, cảm ơn hai đứa. Dạ. Bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng mẹ Thái Lầy khui quà nha bạn. Ở bà luôn đi. Những điều thú vị và bất ngờ này sẽ nằm trong cái phần quà này, các bạn chờ xem nha. Định cho bà chính mở rồi. Xong tổ chức sinh nhật các bạn ơi. Nhưng mà Thông Lầy với mấy đứa cháu nó tổ chức rồi mình không có cho các bạn nữa. Nhưng mà Thông Lầy với mấy đứa cháu nó tổ chức rồi mình mình cũng vui theo. Bây giờ con này sẽ cho ba mở. Để bà mở đi con. Để bà mở hả? Trời nó phụ kìa. Bữa nay tôi tạo một sự bất ngờ và cái này các bạn. Thành để cho bà mở thành. Còn quá trời rồi, nói chung là quá trời kêu bằng cái gì mấy em thiếu nhi phụ à. Hình để cho bà mở. Để cho bà mở. Ôi cái gì đây? Cuối rồi. Để bà chín khui. Có gì mà thật khui gì đấy. Để bà chín khui. Rồi. Còn gì đóng không? Còn gì đóng không? Còn gì nữa không? Còn không? Hết rồi phải không? Rồi đây con. Vậy là bạn một lớp vỏ đó bạn. Để mở băng keo. Mở băng keo cái này. Của bà chính. Đi qua anh kia. Để cho nó kéo qua đó ngồi đang kia. Đang kia với bà nó phụ với bà đi. Ông quà bự quá nặng quá không biết gì nữa. Ngồi học á. Chúng nhau rồi. Chúng nhau. Chúng nhau phụ mày. Chính thức bà. Hai lớn. Quá 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 bánh sinh nhật chưa chưa nữa hả? Chưa nữa chính mở ra hết đây mở ra gì cứ thông thả mà mở ra gì bánh lại đặt quà nhiều quá tới 4 năm hôm nay có tới gì tới lại rồi hơi nữa rồi nhiều quá này kêu quá sức cái chuyện này tiếp tục mở tiếp tục theo dõi bạn ơi sáng tuổi trong tuổi sáng lớn luôn bây giờ sáng tuổi lớn bây giờ đúng bạn sáng tuổi bị gối sáng lớp mới giữ sáu lớp xong rồi rồi mà mở ra cuối cùng mà chúc bạn may mắn làm sao hồi hộp rồi chuẩn bị rồi bạn ơi hồi hộp rồi.
bạn mới nói làm sao. Ba. Rồi là lớp này nắm lên lớp thứ 6 này các bạn. Đóng giỏ luôn. Chúc bạn quán làm sao? Quá trời mà. Có món gì đây đặc biệt đây? Quá chiến trận này rồi. Ơi, chiến TV với Dung Rầm tặng cho chơi chính của Thao Chiếu. Bữa nay là chơi chính quyền. Chúc bạn may mắn làm sao? Còn nữa. Cái này rồi. Đừng có lâu. Bảy lớp, ba chị bảy nổi các bạn ơi. Quá trời quá. Rồi, quá trời. Quá trời. Vô la nữa nè. 1 2 3 4 5. Đếm lại sắp lên cho bao nhiêu lớp rồi? Quá trời. Nhiều lớp quá rồi. 11 lớp mày chết ơi. 10 lớp, nhiều lớp quá trời. Trời ơi, 11 lớp. Đổ mồ hôi rồi. Quá trời, sức hồi. Để coi để cho bao nhiêu lớp rồi. Còn mở ra. Mở ra hết đây. Mấy lớp? Mở ra hết đây. 8 lập pháp. 8 lớp. Lập pháp. 5 6 7 8 9. Xong chưa tới lớp chưa? Xong chúc bạn mấy lần sau. Quá trời à. Đổ mồ hôi quá trời. Mồ hôi đây là phần quà mà sinh nhật. Một quý quý bạn ơi. Đây là quý. Rồi, vui vẻ, mạnh khỏe nha, con cũng dễ lên nha. Rồi, cha
á, gái gì. Thôi video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Mong rằng trong thời gian tiếp theo thì các bạn sẽ ủng hộ cho Dung Rồn và Thảo Chiếu TV nhiều hơn nữa các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video của mình. Rồi bye bye. 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 Anh tắt đèn sao anh? Tắt chút đèn nha. Bánh sinh nhật. Ôi con làm rớt cái đó xuống rồi. Con sinh nhật mẹ thế này đi các bạn. Em ơi, em ơi. Rồi rồi để con đi lấy muỗng. Chưa Thành, Thành. Thành. Ăn vậy nó mới hài. Ăn vậy nó mới hài. Đúng rồi. Trời ơi, vậy nó mới hài. Đây đây vô các con. Nè để nó đi. Ờ cái này nó cứng ngắc rồi con. Ăn ngon á, cái không phải mềm đâu, con bóc luôn đi. Ủa để gì đợi biết lâu rồi ơi. Thành ơi.